Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục review về cái dự án exchange-rate.ico. Thì đây là cái white paper giấy trắng của exchange-rate. Thì các bạn có thể xem đó, tạo vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 trên trang web tokensale.exchange-rate.io. Thì năm tài chính 2017 là một năm nhiều ngưỡng trong thị trường cryptocurrency này. Hiện nay khối lượng giao dịch có giá trị trong hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Giá trị của Bitcoin đã tăng lên gấp số nhân tương đối gần đây, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20.000 đô khoảng mỗi đồng xu trong tháng 12, mỗi đồng xu trong tháng 12/2017. Altcoin như Dash hay Ethereum, Litecoin và Ripple đã có kinh nghiệm phát triển bùng nổ tương tự trong suốt quý 4. Thì các bạn có thể xem cái biểu đồ Bitcoin tăng trưởng rất là mạnh mẽ và Ripple cũng vậy. Thì cái exchange trade này trình bày cái giải pháp này, một thuật toán thông minh hay một robot giúp các nhà đầu tư hướng vào thị trường crypto phức tạp và đưa ra quyết định chuyên gia, tất cả trong một nền tảng thuận lợi, đường ống dẫn dữ liệu từ các blockchain và API kết hợp độc đáo số liệu có liên quan để phát hiện thái độ của thị trường, các nhà đầu tư thiết lập mua bán thông số và chọn lọc thực hiện các giao dịch bằng tay hoặc tự động kích hoạt bởi các điều kiện Ipsen. Nếu Ipsen, người dùng không còn bắt buộc phải thực hiện mọi quyết định bản thân và riêng biệt theo dõi các xu hướng và tiền tệ. Thay vào đó, các robot exchange rate đưa ra các quyết định thông minh thay mặt cho người sử dụng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư giao dịch tiền tệ phổ biến xung quanh đồng hồ dựa trên một tập hợp tiêu chí và giải thích tốt, phân tích dữ liệu độc quyền sang nền tảng exchange trade. Thì đây là cái content của cái exchange trade này. Thì ký hiệu exchange trade robot là XRR, là một thuật toán thông minh để giúp các nhà đầu tư hướng vào thị trường cryptocurrency phức tạp và đưa ra quyết định chuyên gia. Cái exchange trade này mở bán đồng xu là một mã thông báo tiện ích sử dụng để giao dịch trên exchange-rate.io. Cái nền tảng exchange-rate là một ứng dụng web thương mại cryptocurrency với một cái robot thuật toán exchange-rate thông minh thực hiện. Cái KYC biết khách hàng của bạn là một hình thức tiêu biểu trong ngành công nghiệp đầu tư về đảm bảo tư vấn đầu tư, biết thông tin chi tiết về chấp nhận rủi ro của khách hàng. Thì ở đây có một số cái viết tắt như AML chống rửa tiền hay EMA là cái đường trung bình động, tương tự như một cái FMA ngoại trừ trọng lượng lớn hơn và trao cho các dữ liệu mới nhất, hay PRR giá tỷ lệ tương đối, là tỷ lệ so sánh giá toàn cầu với một đồng xu, và SK trên Bit trên sàn giao dịch để phù hợp index.si, phù hợp ban giám sát coin là CMB, FR là rail tính tiết kiệm, là tỷ số giữa tổng số tiền trả của một cơ chế để thanh toán mong muốn bị ràng buộc. Về cái thị trường và công nghiệp như nào thì mở rộng cái thị trường cryptocurrency này, các bạn xem biểu đồ cryptocurrency đã phát triển về tốc độ theo cấp số nhân trong năm 2017. Tổng vốn hóa thị trường của cryptocurrency tăng khoảng 117 tỷ 400 triệu đô la trong tháng riêng tới hơn 512 tỷ đô la vào tháng 12. Mức tăng trưởng rất là kinh khủng. Ước tính như thế, tỷ lệ hợp nhất hàng năm tăng trưởng 35,2% trong giai đoạn dự báo 2016-2022 tập hợp 42 tỷ 160 triệu đô vào năm 2012. 120 đã tăng từ 17 tỷ lên 42 tỷ, con số rất khủng khiếp. Và cái sự phát triển của hiện tượng toàn cầu này đã thúc đẩy một phần bởi Bitcoin mà bán cho càng nhiều càng tốt, với 10,03 mỗi đồng xu vào tháng riêng năm 2017 đã đạt mức cao lịch sử của 20.000 đô la trong tháng 12.
thì cái còn cái gì đây, chủ yếu là cái vấn đề cái biểu đồ hình, vấn đề cryptocurrency nổi tiếng và ổn định và có thể cung cấp rào cản gia nhập bằng chứng là Bitcoin. Và cái chứng cứ Bitcoin là tăng khủng khiếp các bạn cũng đã biết. Thì cái hiện tại cái thì hiện tại thời điểm này tất cả các giải pháp thương mại có sẵn trên thị trường có thể được chia thành các nhóm sau: cung cấp thông tin, tích lũy thông tin từ internet, thu thập các loại thông tin khác nhau, phân tích nghiên cứu gửi cho các thương nhân trên một trên để động dễ đọc hơn trên nền tảng, và cung cấp tín hiệu giao dịch dự đoán động thái trên thị trường như Taylor Tradmin hay Safe Roy Fox kinh doanh dựa vào dữ liệu thu thập và phân tích hoặc sử dụng AI. Đây là những cái channel Taylor, là những cái trạng thái thị trường, và các exchange robot ngược lại phát hiện và đưa ra quyết định về mua bán thái độ riêng của mình. Thì exchange robot là tốt cho đường của mình để trở thành một nền tảng trung tâm trao đổi mua bán các công cụ sử dụng thẻ exchange robot như đồng tiền chỉ được sử dụng để giao tiếp giá trị giữa các người dùng và suy những lượng điểm dữ liệu có sẵn và được áp dụng trên một số nơi các công cụ khác được trao đổi như chứng khoán, vàng, dầu, ngoại hối và các dẫn xuất khác. Exchange rất là tốt trên con đường của mình để trở thành một nền tảng trung tâm trao đổi của mua bán các công cụ sử dụng thẻ exchange rate như đồng tiền chỉ được sử dụng để giao tiếp các giá trị giữa các người dùng và truy cập nền tảng. Thì thông tin chi tiết dự án thì bạn có thể xem chi tiết ở trên giấy trắng white paper. Thì cái khái niệm sản phẩm này là robot dựa trên dữ liệu đó ra quyết định dựa trên mua và bán và thái độ trên sàn giao dịch crypto và các số người dùng. Sứ mệnh của cái exchange rate và tầm nhìn chiến lược thì và hệ sinh thái nền tảng có ba giám sát coin của các MVP robot tự động. Vậy cái dự án này nhằm tới khách hàng nào? Đó là crypto sư thương nhân để sử dụng, và cái xây dựng robot này thu thập dữ liệu trên nền tảng của các việc phân tích sử dụng số liệu cho các I2P thông minh, và cái exchange rate robot này quyết định được xây dựng dựa trên một các loạt thuật toán để phát hiện ra và đưa ra các quyết định về mua bán thái độ, thuật toán cụ thể di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình MACD. Các bạn có thể xem SI và PRR các chỉ số. Về cái ứng dụng này thì ứng dụng trên các giao dịch không nào các giao dịch hối đoái thực tế, nhưng sử dụng các filter để đặt sẵn để cảnh báo các nhà đầu tư khi một đồng xu đã đạt các chỉ số vi spice ở người sử dụng. Vậy làm thế nào để nó hoạt động? Thì exchange rate giải phóng các thương nhân đến từ sự phức tạp của việc đọc đồ thị và biểu thị, giúp các nhà kinh doanh và các dữ liệu có thể đọc được và dễ dàng và diện tích các về quyết định tự động hoặc thông báo ngay lập tức về cơ bản các sản phẩm của một robot trading kết hợp nguồn cấp dữ liệu và các thuật toán thông minh và ý nghĩa. Thì mô hình kinh doanh và cái exchange thẻ này thì cũng loại thẻ là ERC20 như mình có thông báo trước trên web cũng có cụ thể. Đội exchange rate này sẽ làm việc với dàn giao dịch lớn như Eobit, Ether, Delta, Coin, rất nhiều dàn giao dịch lớn. Và cái phân phối thẻ này thì 80% có sẵn mua trong ICO tương đương với 200 triệu và 12,8% là tương đương với 32 triệu bonus trong ICO. 1,2% là 3 triệu ICO tiền thưởng và thả dù được ban hành sau khi ICO bán hàng xong. 6% tương đương với 15 triệu và phần thưởng dành cho những người sáng lập và cố vấn. Thì
Đây là cái người ta mở bán trước, đó là ngày 20 tháng 3 năm 2018, cái ngày mùng 5 tháng 4, và tối thiểu thanh toán được là một Ethereum hoặc là 0,1 Bitcoin. Rồi tôi cần có sẵn rao bán, thì đây là cái cách tính và bonus thêm. Bạn thấy xem, token có sẵn là 40 triệu exchange rate cộng với bonus là 20 triệu Ethereum, và cái resale giá thẻ là bằng 20.000 exchange rate cộng với 30% là 6.000 bonus, 2.000 ICO khoản. Thì cái này cũng nói về cái giai đoạn ICO, thời gian tức cần có sẵn rao bán và tiền thưởng bao nhiêu. Thì cái tiền thưởng ICO giai đoạn 1 thì hiện tại đang thưởng bonus 32% tương với 20 với 12.000. Thì phân phối các quỹ thì trên trang web nói qua lộ trình trên trang web cũng đã có, và các đây là những hỏi đáp thắc mắc trên web thì đều đã có trả lời, và các cố vấn ICO và các cố vấn các ban lãnh đạo của ICO này đều có, cái này đều có trên trang web hết. Và ở đây có quy định về cảnh báo token hay hạn chế bán hàng, cảnh báo về những rủi ro gồm có quả ICO thiếu quyết định mất vốn hay bị động thị trường hay rủi ro. Đấy. Có rất nhiều các rủi ro pháp lý hay nguy cơ bảo mật thì trong white paper ICO nào cũng có. Và cái khách hàng của bạn và trong thủ tục rửa tiền. Đó. Đây là bài review của mình về cái giấy trắng của exchange rate. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.